Nam chính, đào, phở và piano, diễn xuất tốt, chăm chỉ nhưng danh tiếng chưa bùng nổ. Khán giả hay xem phim VTV sẽ không ngạc nhiên khi thấy Doãn Quốc Đam được khen đóng hay trong Đào, Phở và Piano. Nhưng cớ sao một nam diễn viên diễn xuất tốt, làm việc chăm chỉ lại chưa nổi tiếng bùng nổ như nhiều đồng nghiệp? Khi phim điện ảnh Đào, Phở và Piano bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé, mọi người cũng nhắc nhiều đến cái tên Doãn Quốc Đam trong vai nam chính. Anh hóa thân thành một người lính tự vệ tên Văn Dân, có mối tình lãng mạn với cô tiểu thư Hà Thành. Trong bối cảnh phim Những Ngày Hà Nội Căng Thẳng Vì Chiến Tranh, hai người đã quyết định kết hôn trước khi nàng di tản về vùng nông thôn, chàng lên chiến khu. Những khán giả xem Đào, Phở và Piano khen Doãn Quốc Đam diễn xuất rất tự nhiên, có nhiều cảnh khiến người xem xúc động rơi nước mắt. Còn những ai hay theo dõi phim VTV thì chẳng lạ gì gương mặt được xem là diễn viên chăm chỉ nhất VTV này. Bởi Doãn Quốc Đam rất chăm đóng phim, có năm anh xuất hiện trong 5 phim truyền hình khác nhau, nhiều lần có 2 phim phát sóng cùng thời điểm. Tuy nhận vai mới liên tục, nhưng Doãn Quốc Đam rất chịu khó đầu tư cho nhân vật của mình, để không bị trùng lặp hay khiến người xem thấy nhàm chán. Ở phim Phố Trong Làng, anh sẵn sàng cạo trọc đầu để rồi đến lúc quay phim khác lại phải đổi tóc giả. Sang phần Hai Làng Trong Phố, Doãn Quốc Đam lại nói giọng trầm khàn vô cùng đặc biệt, để nhấn mạnh sự thay đổi của nhân vật sau biến cố. Hoặc trong phim Đấu Trí, anh lại liên tục nháy mắt để tạo điểm nhấn khác biệt. Thêm một điểm khiến Doãn Quốc Đam khác biệt là anh không muốn đóng vai chính dù có được mời. Nhìn lại những phim truyền hình mà Doãn Quốc Đam tham gia, bạn sẽ thấy đều là vai phụ, thậm chí vai khách mời. Lý do vì nam diễn viên thấy mình không đẹp trai như Mạnh Trường, khí chất như Việt Anh nên quyết định chọn một con đường khác, đó là vai diễn có thể nhỏ nhưng phải thật độc lạ. Doãn Quốc Đam tự nhận đóng vai phụ là lựa chọn phù hợp với anh, không tranh giành với ai, mà vẫn thỏa sức sáng tạo cho từng nhân vật, vẫn được khán giả nhớ tới dù không nổi tiếng bùng nổ như các mỹ nam khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.